Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ quay bán lô đất thuộc xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Tổng diện tích lô đất là khoảng 4 sào, có 300 thổ cư nha mọi người. Đó. View núi Thơm. Đây, đây là view núi Thơm đây mọi người. Rất là đẹp. Đã xây bờ tường đá xung quanh hết rồi nha mọi người. Xung quanh là khu dân cư ở luôn. Phía xa xa bên kia kìa là hồ đá bàn nha mọi người, view hồ đá bàn đó. Đất của mình là lưng thì tựa núi đó, tựa núi Thơm, còn hướng này về là hướng về bên hồ đá bàn. Đang trồng ít cây ăn trái. Chuối, măng cầu na, mít. Đâu đủ. Cầu cái me me rất là to luôn nha mọi người. Có một căn nhà cấp 4 luôn. Nè, có thêm một cái me rồi nè. Thank you.
Mặt tiền đường nhựa luôn nha. Khoảng mặt tiền đường nhựa khoảng 65 m mặt tiền đường nhựa. Cái nó bắt đầu từ đây nè mày, đây là bên này nó khoảng 65 m. Răng của nó tới đây là hết nha mọi người. Có 300 thổ cư. Lô này thích hợp cho những ai làm nhà vườn nghỉ dưỡng thì quá ok luôn nha. Anh chị em nào quan tâm thì liên hệ với mình qua số điện thoại 037 210 7725 nha. Mình xin kết thúc video tại đây. Chào tất cả mọi người.